Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của VietNEWS USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh VietNEWS USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace. Nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, vân vân. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc vay nhiều cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 7 năm 2024, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, vụ cháy nhà kho Gilbert bị camera ghi lại, 2 thiếu niên bị bắt. Hàng ngàn pháo hoa bất hợp pháp bị cảnh sát Mesa thu giữ trong hoạt động cưỡng chế. Tin California, California bổ sung khóa học tài chính cá nhân là yêu cầu để tốt nghiệp trung học. Dự luật mới sửa đổi của California có thể trừng phạt cha mẹ từ chối khẳng định bản sắc giới tính của con. Tin Hoa Kỳ, cá mập tấn công 4 người ở bãi biển Texas vào ngày 4 tháng 7. Phi đội không quân Ý bay qua Vegas Strip, Grand Canyon. Tin bầu cử, Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc hoặc nêu quan ngại về sức khỏe của ông. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, vụ cháy nhà kho Gilbert bị camera ghi lại, 2 thiếu niên bị bắt. Tin từ Gilbert, Arizona, một nhà kho phía sau ngôi nhà của Gilbert bốc cháy chỉ vài phút sau khi một nhóm các cậu bé ném pháo hoa vào trong phòng này. Chủ nhà Jenny Jones cho biết con gái Leslie Jones và các bạn của cô đang ở trong nhà kho khi video ring cam cho thấy một nhóm nam sinh chơi dại ném pháo hoa từ đường vào. Chủ nhà Jenny Jones nói rằng một nhóm nam sinh đã ném pháo hoa vào gara của cô ấy, gây ra hỏa hoạn dữ dội. Phát pháo hoa đầu tiên đã cảnh báo mọi người bên trong nhà kho và phát pháo hoa thứ hai đã gây ra thiệt hại. John cho biết các cậu bé đã quấy rối cô con gái của cô. 2 người trong số họ đã bị bắt. Hàng ngàn pháo hoa bất hợp pháp bị cảnh sát Mesa thu giữ trong hoạt động cưỡng chế. Tin từ Mesa, Arizona, các quan chức của cảnh sát Mesa đã công bố một số kết quả mà họ đạt được từ hoạt động cưỡng chế bắn pháo hoa gần đây. Hoạt động bắt đầu vào ngày 24 tháng 6, một phần của tuyên bố viết. Trong tuần đó, các sĩ quan cảnh sát Mesa cùng với thanh tra cứu hỏa Mesa bắt đầu kiểm tra các địa điểm bán pháo hoa và chủ động điều tra việc buôn bán pháo hoa bất hợp pháp. Vào ngày 27 tháng 6, cảnh sát Mesa cho biết trong những sĩ quan của họ đã chặn một chiếc ô tô vì ôm cua rộng và nhìn thấy pháo hoa bất hợp pháp bên trong thùng xe tải đang mở khi họ đến gần. Cảnh sát viết, người lái xe được xác định là Wilbert Rabago, 18 tuổi. Rabago thừa nhận đã bán pháo hoa và hy vọng bán được chúng với giá 1.000 Mỹ Kim. Trong một vụ việc riêng cùng ngày, cảnh sát Mesa cho biết các sĩ quan của họ đã liên lạc với một người đang bán pháo hoa bất hợp pháp được đặt ở Chandler. Cảnh sát viết, lệnh khám xét đã được ban hành, cho phép cảnh sát vào các thùng chứa được cho là chứa pháo hoa bên trong. Cảnh sát đã tìm thấy 9 container vận chuyển dài 40 feet chứa 2.147 hộp pháo hoa bất hợp pháp. Tin California, California bổ sung khóa học tài chính cá nhân là yêu cầu để tốt nghiệp trung học. Học sinh trung học ở California sẽ sớm phải tham gia một khóa học hiểu biết về tài chính để tốt nghiệp, nhưng một dự luật dự kiến sẽ sớm được Thống đốc Gavin Newsom ký. AB 2927 được tài trợ bởi hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Kevin McCarthy và đồng tác giả bởi Liên minh các nhà lập pháp lưỡng đảng yêu cầu học sinh tốt nghiệp khóa 20-30, 20-31 phải tham gia khóa học tài chánh cá nhân kéo dài một học kỳ, nghĩa là các trường trung học, công lập và trường bán công sẽ được yêu cầu cung cấp khóa học bắt đầu từ năm 2027 tới năm 2028. Chúng ta cần giúp người dân California chuẩn bị cho tương lai tài chính của họ càng sớm càng tốt. Tiết kiệm cho tương lai, đầu tư và chi tiêu khôn ngoan là những khả năng suốt đời mà thanh niên cần học trước khi bắt đầu sự nghiệp, chứ không phải là sau đó. Gavin Newsom nói về nỗ lực theo thông cáo báo chí từ trang web chính thức của Golden State. Dự luật mới sửa đổi của California có thể trừng phạt cha mẹ từ chối khẳng định bản sắc giới tính của con. Một dự luật của tiểu bang California gần đây đã được sửa đổi để các bậc cha mẹ trong cuộc tranh giành quyền nuôi con có thể phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng trẻ em nếu họ không xác định bản dạng giới của con mình. AB 957 được Quốc hội tiểu bang thông qua vào ngày 3 tháng 5, ban đầu để đề xuất rằng các tòa án quyết định các trường hợp quyền nuôi con phải xem xét liệu mỗi phụ huynh có khẳng định giới tính của đứa trẻ hay không. Việc sửa đổi đã bổ sung vào tiêu chuẩn của tiểu bang về những gì cấu thành trách nhiệm của cha mẹ đối với phúc lợi trẻ em, yêu cầu cha mẹ phải xác nhận bản sắc giới tính của trẻ nếu họ được đánh giá là phù hợp để cung cấp cho sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của trẻ. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng thiên champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem Pháp hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Tin Hoa Kỳ. Cá mập tấn công 4 người ở bãi biển Texas vào ngày 4 tháng 7. Nhiều người bị thương trong vụ cá mập tấn công khi đang ở bãi biển ở Texas vào ngày 4 tháng 7, nhà chức trách đã xác nhận. Sự cảnh sát đảo South Paray và lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, khu vực Đại Tây Dương xác nhận rằng có 4 người bị thương trong cuộc chạm trán với loài săn mồi đại dương trên đảo South Paray, ở bờ biển phía nam của tiểu bang. Cảnh sát cho biết các vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng giờ địa phương dọc theo Beach Access 14 gần Guanajuato Beach Bar và Grill. Các nhà chức trách cho biết người đàn ông này đã bị cắn nặng vào chân. Người phát ngôn của cảnh sát không cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của người đàn ông. Thông tin về 3 sự cố khác không có sẵn ngay lập tức. Phi đội không quân Ý bay qua Vegas Strip, Grand Canyon. Tin từ Las Vegas, một đội trình diễn bay chính xác của không quân Ý đã thực hiện một chuyến bay đầy màu sắc xanh, trắng và đỏ trên Las Vegas Strip vào thứ Tư như một phần của chuyến công du Bắc Mỹ tới Los Angeles và Huntington Beach, California cho kỳ nghỉ lễ độc lập của Hoa Kỳ. Đội Aeronautica Military của Ý được gọi là Frecce Tricolori hay là mũi tên ba màu trong tiếng Anh. Nó được so sánh với Thunderbird của không quân Hoa Kỳ, có trụ sở tại căn cứ không quân Nellis ở Las Vegas. Đội Ý đã bay hôm thứ Tư qua Grand Canyon ở Arizona và tiếp nhiên liệu tại Nellis như là một phần của chuyến du lịch Bắc Mỹ năm 2024, bao gồm 9 sự kiện và 17 chuyến bay vượt qua. Trung tá Malimiso Año Salvatore, chỉ huy của Frecce Tricolori, lưu ý trong một tuyên bố trên Nellis cung cấp rằng chuyến du hành đến Mỹ của Canada là chuyến công du đầu tiên của đội nhào lộn trên không quốc gia Ý trong hơn 3 thập kỷ. Tin bầu cử. Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc hoặc nêu quan ngại về sức khỏe của ông. Màn trình diễn thảm hại của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận tuần trước đã gây ra sự hoảng loạn trong hệ thống cấp bậc của đảng Dân Chủ, với những nhân vật chủ chốt được cho là đang cân nhắc cách khiến ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Tình hình đã khiến đảng Dân Chủ rơi vào khủng hoảng và có nguy cơ gây chia rẽ giữa những người trung thành với Tổng thống Joe Biden và các quan chức dân cử ở các quận xung đột trước Đại hội Toàn quốc của đảng Dân Chủ vào tháng tới ở Chicago. Các trợ lý hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã làm việc để kiểm soát thiệt hại với các nhà tài trợ lớn trong tuần qua, trong khi Tòa Bạch Ốc và bản thân Tổng thống Joe Biden vẫn kiên quyết rằng ông là người phù hợp để lãnh đạo đảng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Ứng cử viên được cho là đại diện của đảng Cộng Hòa. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của VietNEWS USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình VietNEWS USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc và xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video, cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.